Chị chủ nhà xinh đẹp. Chị chủ nhà xinh đẹp. Chị chủ nhà xinh đẹp. Xin chào các bác. Ngoài những cái ngày mà anh em tôi đi săn bắn với đi rừng đi suối thì hôm nay theo chân thằng Tài đi làm công trình. Ở đây là cái công trình mà chuồng lợn ở Tài. Hả? Già. Đâu, chuồng bồ câu. Chuồng bồ câu. Thế hôm nay đi tăng cường cho Tài để làm cái máy này. Đây là anh em đang chuẩn bị đồ đạc, máy móc. Chú Dương khi ra đâu rồi à? Cái bro này chưa trở vào. Thì nó mới trở vào. Đấy. Anh chưa chắc đâu nhá, em vừa lấy như. Sao là đổ bê tông dưới chân này? Đây phải mất ngày nay mới xong kèo cột chứ. Cái đồ đạc xe bò kia sắp đây. Đây là cái quang cảnh mà chỗ mà hôm nay anh em tôi làm ở đây. Có cá không? Ủa nước đục thế nhỉ? Không lấy nước ở đâu? Không lấy tất nước mưa hôm nọ. Cá nhiều thì nó cày đục. Ông ấy không bảo là bro hết mà. Này đi phụ cho phải nó đang đấy mát chưa. Hôm nay thì Tài nó là thợ chính, còn tôi với em kia là phụ, Tài là hàn chính. Chuẩn bị xong rồi nhưng mà xe bro thì chưa đến. Đây về. Lên đây em. Được thang không? Tài. Không phê thì 50 triệu. Bây giờ giữ luôn. Giữ để nhảy nhót. Vây tiết kiệm. Chỉ nó còn táp vào cái đầu bên này nó hở. Đó đâu. Đây còn cái công trình này nữa, anh em đang đò. Chia ra được có
lấy loại tôm mét 8. Con tôm mét 8. Nhau nhỉ. 16.5. À, hai bên đang hành. Kệ chân. Rồi hôm nay là bao nhiêu này? Đây là rau. Đây là tường đổ hết rồi. Giờ anh Trinh mới tại đang ở dưới đo máy. Bây giờ lên cái chỗ nhà lúc sáng hàn xì đấy. Chỗ này là đang xây dựng mà các bác. Công việc buổi sáng coi như cũng xong xuôi rồi. Anh em vừa chuyển bro vào không gian nhà. Chiều mới lợp các bác nhé. Bây giờ là mấy anh em thu dọn đồ đạc về. Đổ cả nhà bây giờ. Thang để đây thì thang của mình đây à? Hay là thang của người ta? Cái gì? Cho anh cái điện thoại. Thả lấy về nấu lá chè xanh à? Chính nhà ở dưới mới lại phải chuyển bro mệt hơn ở trên này. Xa hơn đấy. Tôn thì nhẹ nhàng quá nhỉ. Nhà này không biết là có lượng bro nữa. Này khả năng không. Nhà 2 tầng lượng bro luôn. Cất đồ đạc về. Bây giờ anh em đang trên đường về nghỉ trưa. Còn ông Trinh anh đang đi sau để khóa cổng. Về đến doanh trại rồi các bác. Bạn Quyến. Xuống nước. Dùng hoa quả đấy. Quả hồng à? Chát. Còn công nước lọc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
họ quả các bạn. Chiều mấy giờ làm đấy? Chiều đang ăn cơm nhưng anh về không? Nấu cơm cho con kia. Nấu cơm kia. Ừ. Để ăn uống này. Hàng cắm cơm rồi. Để đun lại thức ăn không? Một rưỡi hai giờ kém. Hai giờ gì đó. Chọn rác à? Đây. Không được lốp xe à? Hả? Không được lốp xe à? Lốp xe còn làm sao chứ? Phải lấy nhiều đấy. Cả máy dưới nó có lấy nhiều về mà chặt cắn. Đây. Buổi sáng lên là xong rồi gì? Anh cứ về nói cho kể đi. Em phải về làm gì? Phải nấu cho con bé nó ăn mà. Mang ra đây thì có. Ôi. Mới nói. Ôi, em về em lúc nào làm thì em ra. Chiều ấy. Công việc buổi chiều đây, anh em chuẩn bị đồ chiều nay để lợp mái lợp bro của bác nhé. Hai anh em đang uống nước, lấy nước để chiều để uống. Đây đồ đây. Đang còn một chỗ mà. Chắc đi là tủ rồi thôi. Để chuyển đồ lên. Ít thôi. Một chiều đồ đơn giản quá để tìm mấy cái dây buộc. Có cái dàn giáo nữa. Hello. Đang đào đất. Chiều nay là công việc là khả năng là xong không? Mà phải xong mới có khả năng.
máy thì là cũng gần xong máy đằng trước rồi. Giờ anh em nghỉ uống nước để làm. Không có cốc à? Quên mang cốc. Bánh thế, bỏ nắp ra. Cứ như anh em tưởng tượng như anh đang uống bia ấy. Đây uống cái này các bạn. Này quên đem cốc. Chảy hết đâu không? Trà lúc sáng đây à? Lá chè lúc sáng đây à? Trà lá chè. Trà lá chè. Trà lá chè thì lá... Ấy gì? Chừng là chanh. Tí quả chanh bóp vào này. Nghe đẹp bao đấy, nghe đẹp bao đấy. Đây, nước đi ta. Nghe đẹp bao đấy. Chủ à? Chủ. Chị chủ nhà xinh đẹp. Chủ bệnh. À, như vậy là công trình của anh em tôi hôm nay đã xong xuôi rồi. Tại nó lợp nốt cái viên nóc như là xong. Khung cảnh thì đẹp chưa? Như trái nhà. Máy rộng phết đấy. Giờ đã 5 rưỡi chưa? 5 rưỡi chiều rồi. Đây đồ đạc buộc đây rồi. Chuẩn bị ra về quá. Về đến xưởng rồi các bạn. Anh em nghỉ ngơi phút phút. Đi lại cái đấy đi. Chúng lấy bia món đi mày. Ê, chúng lấy đi. Đây này cô. Mà ghi lại cái kia đi không lại quên mất. Đâu, mở điện thoại này. Bia xong là... Buồn rồi. Đây, cái hàng này. Có cái túi mực ấy. Thêm nào. Hai em cò. Em... Mấy con? Đấy, hai con. Con này với đâu? Con này với con này. Đây, con cò trắng. Tài trưa nó tranh thủ nó không ngủ nó đi bắn cò. Cò trắng. Phạt gáy cổ. Chúng chú cổ xem nào. Số con này nó đen. Bay ở trên trời đấy. Nếu mà bắn đúng. Rồi thằng cục nữa này. Nó đang bay trên trời bắn phát cái cổ. Nó xoay tròn tròn kiểu là cánh nó hơi xoay lại xong rồi xoay tròn. Kiểu như tên lửa ấy. Chưa. Cỏ. Kiểu như tên lửa ấy, lao đầu xuống em nghe bịch ra. Đi ship hàng à? Bay cả đàn, bay có 3 con, 4 con này nó bay thành cả hàng đấy. Thế mà bắn nó phát à? Chặt đồ con đầu tiên. Trúng ngay con thứ 3. Mấy đôi?